Con dâu mất nết. Ôi, bếp xịn có khác, đẹp quá. Tết này nấu nướng không phải đứng cạnh cái bếp ga nóng hầm hập rồi. Em đã thử ngay bộ xoang nồi chảo inox mới công để dùng trong bếp từ bữa đây này. À, em nhờ được bác Trí chở bộ bàn ghế về quê rồi. Bác ấy đánh xe bán tải đến đây bây giờ đấy. Ừ, thế anh với em bê ra cửa luôn cho gọn. Hết chưa em? Cái này bán đồng nát thôi, bê ra làm gì? Cứ mang hết về cho ông bà dùng đỡ phí. Cũ quá rồi, ai lại mang cho ông bà? Không sao đâu, cái này vẫn dùng được mà. Mấy cái nồi nhôm ở quê còn cũ hơn ấy. Xong chưa cô Thơm ơi? À dạ đây đây, đồ đạc đã tập kết xong hết rồi. Bác bê phụ chúng em với. Chở bộ bàn ghế này về quê hả? Tôi cứ tưởng cô mua đồ mới gửi mừng Tết ông bà chứ. Trông vậy thôi chứ còn tốt lắm. Dạ thật đấy bác. Bác cứ chở giúp em sẽ gửi tiền. Ờ không, tôi nói vậy thôi. Đằng nào cũng một chuyến xe về quê, chỗ đồng hương tiền nông gì cô. Vâng, thế em cảm ơn bác nhé. Ai nhôm đồng, sắt vụn bán đi. Đồng nát ơi, đồng nát ơi. Còn gì nữa không cô? Để tôi mua nốt. Vẫn còn đóng giấy báo cũ nữa, chỉ chờ tôi một lát. Giấy vở tôi mua cho bọn trẻ dùng toàn loại tốt, loại xịn cả. Thế mà chị mua rẻ quá đấy. Đồ tốt nhưng giờ cũng chỉ bán giấy vụn để tái chế thôi. Tôi có lời lãi được bao nhiêu đâu. Thế cái thùng nhỏ này có bán nốt không cô? Không, cái đó tôi không bán. Bán cho chị rẻ như cho ấy. Không phải vì cuối năm dọn nhà tôi đã tìm người khác mua cao hơn rồi. À, vâng, thế tôi cảm ơn cô. Chị tính tiền rồi trả tôi nhanh nhanh. Còn bao nhiêu là việc? Giấy vỡ 3 cân là 9.000. Thùng cắt tông 10.000. Tất cả là 19.000. Thôi, chị đưa 20.000 đây. Đã bán rẻ còn 19 gì nữa. Thôi chết, quên gửi bác Trí bộ son chảo cho mẹ rồi. Alo, bác Trí ạ. Bác quay lại cầm giúp em bộ son chảo cho ông bà được không ạ? Em lại quên mất. Thế chào cô, tôi đi nhé. Ôi, bộ son chảo của tôi đâu rồi? Rõ ràng mình đã cho vào đây để gửi về quê mà. Thôi chết, chỉ có bà đồng nát. Chắc chắn bà là thủ phạm. Đồng nát, đồng nát, đứng lại đã. Chắc chắn chị đã thó bộ son chảo của tôi trong lúc tôi vào nhà bê giấy vụn ra. Ừ, không có đâu cô. Tôi nào biết bộ son chảo nào của cô chứ. Rõ ràng tôi cất nó trong này. Chị không lấy thì ai? Chị phải để tôi kiểm tra chứ. Bây giờ thì hết chối nhé. Đã ăn cắp đồ còn giấu trong cái hộp đẹp thế này. Chị đúng là xấu xa. Không có đâu cô. Cây này là của tôi. Tôi mua đồ mới mà. Tôi không lấy trộm lấy cắp gì hết. Cô trả lại cho tôi đi. Thôi chết, vỡ mất bộ nồi tôi mua về tặng mẹ rồi. Ừ tôi ừ, đây là chị mua bộ nồi mới sao? Tôi dành dụm mãi để mua tặng mẹ bộ nồi này. Sao cô lại không chịu tin tôi chứ? Ừ, tôi không cố ý. Tôi cứ nghĩ chị lấy bộ nồi son cũ của mình. Mẹ tôi có đồ gì ngon cũng gửi lên cho con. Miếng thịt ngon nhất, con cá tươi nhất, ít rau nhà trồng. Tôi cũng muốn Tết này có món quà tử tế cho mẹ. Thật xấu hổ. Chị đồng nát còn mua được cho mẹ bộ nồi mới, vậy mà mình lại toàn gửi về đồ cũ. Có chuyện gì mà dằn co nhau vậy em? Ờ, em không thấy bộ son nồi đâu nên đã hiểu lầm chị ấy. Em thật là, anh thấy bộ nồi cũ quá rồi, gửi về cho ông bà cũng kỳ nên đã bỏ đi rồi. Anh, sao anh cứ nói bô bô lên thế? Khi còn trẻ, tôi cũng như cô, chưa nghĩ nhiều cho cha mẹ. Giờ biết suy nghĩ hơn thì cha mẹ đã già rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn chị đã nhắc nhở vợ chồng chúng tôi. Em còn nợ chị ấy một lời xin lỗi đấy. Ừ, tôi... Chị cho tôi xin lỗi. Thôi không sao. Coi như hôm nay tôi không gặp may.
Chị gượm đã. Anh đèo em ra siêu thị, em muốn mua mấy thứ. Chị ở đây chờ tôi một lát chị nhé. Bộ nồi này chị nhận giùm tôi và gửi cho bác, dù sao cũng là tôi có lỗi. Để tôi đi sửa cái vuông nồi là được rồi. Bài học này chị đã giúp tôi nhận ra, chị nhận cho tôi thấy nhẹ lòng nhé. Cô Thơm ơi, bác cho em gửi bộ nồi này về quê cho ông bà với ạ. Bồ Công Anh. Con ơi, con lượn cho mau để mà khám phá sau này nhé con. Chọn cho mình núi nước non là nơi mình muốn trọn đời sắc hương. Chị ơi, sau này chị sẽ chọn đến nơi đâu? Chị sẽ chọn một nơi thật tuyệt vời. Em thì muốn như mẹ của chúng mình, đến một nơi thật yên bình và có các bồ công anh con. Một thời gian sau, các con yêu quý của mẹ đã đến lúc các con cần phải lớn, cần phải tìm một nơi để có gia đình riêng rồi. Thế là bọn con có thể đi xa rồi ạ? Đúng vậy, các con hãy nắm tay chị Gió và bay đi thật xa, đến nơi mà các con muốn dừng lại. Hãy sống thật tốt và vui vẻ với cuộc đời mình, mẹ sẽ rất nhớ các con. Đã sẵn sàng chưa nào các em của chị? Dạ, chúng em sẵn sàng rồi ạ. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Cố lên các con yêu à, mẹ cũng sẽ rất nhớ các con. Nhưng chúng ta còn nhiều điều mới mẻ đang chờ đón nữa. Hãy vui vẻ và đón nhận nó nhé. Và hãy luôn nhớ lời mẹ nói, hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở ngay cạnh mình con nhé. Đây chính là nơi mình mong muốn rồi. Chị có muốn ở lại đây cùng em không ạ? Không, ở đây thật nhạt nhẽo, chị không muốn ở đây đâu. Thế chị định đi đâu? Chị sẽ đến nơi tuyệt vời nhất. Cánh bồ công anh xinh đẹp ơi, ở đây vui lắm, đẹp lắm. Hãy ở lại đây đi. Chắc đây là nơi mình muốn đến rồi. Em chào chị Gió nhé, em sẽ dừng ở đây. Ôi, sao mà người lấm lem và đầy buồn thế này? Thật khó chịu quá đi. Mình xinh đẹp như thế này, sao có thể ở một nơi mà xung quanh ai cũng lấm lem buồn được chứ? Mình cần đến một nơi thật lung linh và thơm tho. Em muốn đến nơi đâu? Em muốn đến nơi thật lung linh và rực rỡ. Được thôi. Ôi đẹp quá, thật nhộn nhịp. Có lẽ đây là nơi em cần. Bạn được chăm sóc thật cẩn thận. Có cả một chiếc chậu xinh đẹp như thế cơ à? Đúng vậy, mỗi ngày tớ còn được chăm bón bằng những thứ tốt nhất nữa. Ồ, có vẻ mày đã hong nắng đủ rồi đó, đến lúc kéo rèm lại rồi, chói chang quá, thật nóng nực. May mà mình chưa bay vào trong đó, cuộc sống gì mà đến tắm nắng cũng không được, nơi này nhộn nhịp thật nhưng giam cầm quá đi. Ở đây có lẽ là nơi mình cần, cây cối tươi tốt thế cơ mà. Mình phải là người đặc biệt nhất, chứ ở đây hoa nhiều như thế này, mình tồn tại đâu có ý nghĩa gì nữa. Ôi, em vẫn chưa tìm được nơi ưng ý sao? Chẳng thấy nơi tuyệt vời nhất em ở đâu chị ạ.
Em đã lớn thế này và có những đứa con xinh đẹp rồi sao? Là chị sao? Chị đã đi đâu? Sao giờ vẫn chưa tìm chỗ để đâm chồi nảy lộc? Chị đi khắp nơi nhưng chẳng tìm được nơi nào tuyệt vời và hạnh phúc cả. Còn em có thấy hạnh phúc và tuyệt vời không? Tất nhiên là có rồi ạ. Sao em lại cảm thấy hạnh phúc dễ dàng thế? Ở đâu không quan trọng, quan trọng là mình sống như thế nào. Có những cơ hội cũng như những vùng đất chị đã đi qua. Những nơi đó đều có điều tuyệt vời riêng. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần. Nếu không trân trọng sẽ phải hối hận cả đời. Em chọn nơi này cuộc sống bình yên, có gia đình và các con. Em sẽ hát bài ca Bồ Công Anh và dặn dò các con tự lập như mẹ từng hát. Cuộc sống đôi khi phải biết bằng lòng và trân trọng mọi thứ. Bí mật. Con chào ba mẹ. Con chào ba mẹ. Tuyệt quá, cháu đã chờ từng ngày để được về đây. Ông bà ơi, cháu có thể đi dạo một vòng được chứ ạ? Tất nhiên rồi cháu yêu. Còn cháu sẽ đi cất đồ và dọn dẹp phòng của mình. Được rồi, hai cháu yêu. Sau 30 phút nữa, bánh trong lò sẽ chín thơm lừng. Chúng ta sẽ ngồi cùng ăn bánh và nói chuyện trong phòng khách nha. Dạ, tuyệt quá. Bánh của bà ngon nhất trên đời. Hay quá. Thế là mình có dịp để sử dụng khẩu súng này rồi. Đây rồi. Hết được rồi. Thật đó, chẳng bắn được cái gì cả. Hay quá, thử bắn con bướm kia xem sao. Không lẽ mình bắn con bướm mà cũng không trúng nữa thì ngượng lắm. Hả? Thôi chết, mình bắn chết con gà con của bà rồi. Làm sao đây? Anh Thơm, về ăn bánh nè. Anh vào ngay đây. Bà mà biết mình bắn trúng nó, bà sẽ la mình chết mất. Phải rồi, mình sẽ chôn nó đi. Nếu mình không nói bà, sao bà biết được chứ? Đưa anh nào. Không, em tìm thấy nó trước mà. Em phải được chơi trước. Không, anh muốn chơi trước. Em cũng muốn. Anh mà không đưa em chơi trước, em sẽ mách bà là anh bắn chết con gà con của bà sáng nay. Sao em biết? Đừng có mách bà đấy. Em tình cờ nhìn thấy thôi. Tất nhiên em sẽ không mách nếu anh chịu nhường em. Thôi được rồi, em chơi đi. Hai đứa xuống ăn tối đi nào. Ôi, đến giờ ăn tối rồi. Tối nay bà làm món thịt hun khói hai đứa thích đó. Chưa hết, ăn xong còn có cả bánh táo tráng miệng nữa nha. Tuyệt quá, về chơi với ông bà thật là thích. Chúng cháu mời ông bà. Trời ơi, no quá, cháu sắp vỡ bụng mất rồi. Vậy bây giờ Lucy giúp bà dọn dẹp trong bếp nhé. Bà ơi, anh Thơm rất vui lòng giúp bà đó. Thấy không anh? Vâng, bà ơi, để cháu giúp bà. Hai anh em có ai đi câu cá cùng ông không? Cháu ạ. Phải đó, bà chỉ cần một người phụ nhổ rau thôi. Một trong hai cháu có thể đi cùng ông. Em sẽ đi cùng ông, anh ở nhà nhổ rau với bà nhé. Nhưng mà anh cũng muốn đi. Anh vẫn nhớ vụ con gà con đấy chứ. Thôi, em đi đi. Ông ơi, anh Thơm sẽ ở nhà với bà. Ông cháu mình đi thôi. Ông cháu mình đi nào. Chỉ vì bí mật ấy mà mình khổ sở mấy hôm nay. Làm gì cũng lo lắng, sợ bị lộ bí mật.
Nếu cứ thế này, Lucy sẽ luôn được theo ý của nó. Còn mình thì... Tom, có phải cháu buồn vì không được đi cùng ông không? Bà xin lỗi, hôm sau bà sẽ bảo ông cho cháu đi cùng. Được chứ, cháu đừng có buồn nữa nha. Không bà ơi, không phải cháu buồn về chuyện đó, mà là về chuyện khác. Có chuyện gì vậy cháu? Bà ơi, chính cháu là người đã bắn chết con gà con hôm trước. Vì sợ bà mắng, nên cháu đã đem giấu nó đi. Lucy biết mọi việc, nên dùng nó để uy hiếp cháu. Khiến cháu luôn phải làm theo những điều mà nó muốn. Cháu không thể giữ bí mật này lâu thêm được nữa. Cháu xin lỗi bà. Thơm à, thật ra bà nhìn qua cửa sổ và đã biết toàn bộ sự việc. Bà rất yêu cháu và bà đã sẵn sàng tha thứ cho cháu. Bà biết hết ư? Hờ phải, bà chỉ băn khoăn không biết cháu sẽ để cho Lucy tận dụng lợi thế đó tới bao giờ. Khi nào thì cháu sẽ không thể giữ nổi bí mật ấy. Cháu... Hãy luôn biết thu nhận những sai lầm của mình. Nó sẽ giúp ta sống thanh thản hơn. Và không ai có thể dùng nó như một lợi thế để điều khiển cuộc sống của ta được. Chỉ có khi đó ta mới được là chính mình. Cháu hiểu chứ? Bà, cháu hiểu rồi. Không còn phải mang gánh nặng ấy trong lòng nữa. Cháu thấy thật dễ chịu. Cháu cảm ơn bà. Con gái của ba. Laura. Ủa, ba hả? Con đi đâu mà giờ này mới về? Lại còn nồng nặc mùi rượu nữa. Hôm nay con đi sinh nhật Mary, nên tụi con lên ba uống một chút rượu. Vui lắm ba ạ. Con xem, uống say đến mức độ này, để ba đưa con vào phòng. Laura, ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì để mai nói đi ba, con đang vội. Tối nay con cũng không ăn cơm ở nhà, ba đừng chờ con. Con lại đi uống rượu sao? Con có biết hôm qua con đã về trễ và say xỉn như thế nào không? Ba đã nói là con không được uống rượu cơ mà. Con lớn rồi, con tự biết lo cho mình. Uống rượu đâu có gì là xấu đâu ba. Thôi con đi đây, con chào ba. Ơ kìa, Laura. Mấy ngày sau, con dậy rồi à? Ba đang làm bữa trưa, con chờ một chút nhé. Dạ. Sao, vẫn giận ba à? Không à. Laura này, hay tối nay ba con mình đi nhậu nhé. Đi nhậu? Với ba à? Lâu lắm rồi, ba con mình không ra ngoài cùng nhau. Sao, không thích đi cùng ông già này ư? Không, nhưng ba không thích con uống rượu mà. Sao tự nhiên lại... Ba nghĩ lại rồi, lẽ ra ba không nên cấm đoán con. Thế nên, tối nay ba mời con đi ăn thay lời xin lỗi, chịu không? Hoan hô ba, ba thật tuyệt vời. Cha, chỗ này tuyệt quá. Thế mà con không biết, bữa nào con phải rủ mấy bạn con đến đây mới được. Ừ, rượu ở đây cũng rất ngon. Hôm nay, ba con mình sẽ uống không say không về nhé. Thật à? Hôm nay, ba lạ ghê nha. Ba muốn chuộc lỗi với con mà. Con có dám uống hết mình với ba không? Ok, con sẽ uống thi với ba. Nâng ly nào. Ôi da, đau đầu quá. Ủa, mình nhớ là đang uống rượu với ba mà. Sao giờ lại nằm ở đây? Con gái, bây giờ con mới tỉnh à?
lần sau ba con mình lại đi uống nữa nhé. Con có biết là con uống bao nhiêu không? Tổng cộng là 5 ly rượu, tương đương với 7 cốc bia. Nhớ nhé, đó chính là giới hạn của con. Khi uống đến mức này, con sẽ mất hết lý trí, không còn biết gì hết. Bên ngoài xã hội có rất nhiều cạm bẫy, không phải lúc nào ba cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho con được. Vì thế, con phải biết điểm dừng để tự bảo vệ mình. Ba tin là con sẽ làm được. Yêu con. Bây giờ mình đã hiểu tại sao ba lại rủ mình đi uống rượu. Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ ghi nhớ lời dạy này của ba. Con sẽ không uống rượu nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.